giáo viên cười chê, bạn bè chửi rủa. Những đứa trẻ khác đều ăn hamburger trong bữa trưa, chỉ có cậu là ăn cơm với rau. Hoa Khôi khinh bỉ cậu, đầu gấu trường học chế nhạo cậu. Trong ấn tượng của đám trẻ người Mỹ này, người Iran không phải nông dân thì cũng là người chăn cừu. Có điều tất cả cậu đều nhẫn nhịn, lúc con người ta yếu đuối nhất, xung quanh đều là người xấu. Cậu không hề làm sai điều gì, chỉ vì cậu là người Iran, cậu tên Ali. Iran lúc đó đang trong thời gian bạo loạn, cha mẹ vì sự an toàn của Ali nên đã lén giấu cậu vào dưới gầm xe. Dựa vào sức bền đến kinh ngạc, Ali thành công đến nhà người bác ở Mỹ. Nhưng Ali không thể ngờ rằng, chỉ vì Iran tấn công đại sứ quán Mỹ, mà người ở đây đều vô cùng căm ghét người Iran. Trước cửa hàng treo biển cấm người Iran và chó, tường nhà ông bác cũng bị người khác viết chữ chửi bới. Ở trường học tên đầu gấu càng bắt nạt Ali dã man hơn, cậu đã từng thử phản công nhưng không hề có tác dụng. Cho đến một ngày cậu được xem một trận đấu vật vô cùng đặc sắc, quán quân hai mùa Nax ấn chặt người đối thủ xuống sàn, rõ ràng đã giành được chiến thắng thuyết phục. Nhưng anh ta vẫn tàn bạo bẻ gãy tay của đối thủ. Nhìn Nax kiêu ngạo điên cuồng, huấn luyện viên cũng không còn cách nào khác. Điều này đã tác động rất lớn đến Ali. Cậu hiểu chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có được sự tôn trọng của người khác. Ngày hôm sau Ali đến xin tham gia đội đấu vật nhưng bị huấn luyện viên từ chối. Mùa giải đã bắt đầu, câu lạc bộ không tuyển thêm người. Ali nhanh chóng nói mình không sợ khổ, chỉ cần một cơ hội. Huấn luyện viên bị ý chí của cậu thuyết phục, đồng ý cho cậu một cơ hội. Ông đề nghị cậu đấu với người yếu nhất ở đây. Lần này đến lượt Ali từ chối, muốn đánh phải đánh với người mạnh nhất. Cậu thách chiến với người mạnh nhất trong team. Trận đấu bắt đầu, trước tiên hai bên đều thăm dò lẫn nhau. Đối thủ nắm bắt cơ hội tóm chặt cả người Ali nâng lên cao. Bản thân sắp ngã xuống, Ali nhanh chóng bám chặt vào lưng của đối thủ. Hai người nhất thời dính chặt lấy nhau. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, rất nhanh Ali đã bị đối phương ném thẳng xuống đất. Nhưng cậu không hề từ bỏ, vẫn dùng hết sức lực để chiến đấu. Bởi vì chưa từng được huấn luyện nên cuối cùng vẫn là thua. Có điều đối thủ cũng mệt đến mức thở hồng hộc, còn ném cho cậu một chiếc khăn lau. Tên nhóc này khỏe thật, đối thủ như vậy đáng được tôn trọng. Huấn luyện viên cũng bị ý chí của anh làm cảm động. Ông phá lệ cho cậu tham gia vào đội tuyển. Vốn cho rằng cuộc sống đã có chút khởi sắc, ai ngờ trở về nhà cậu một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Người bác vì việc làm ăn thất bát mà không còn khả năng chu cấp cho Ali đến trường học nữa, nên ông ấy dự định ngày mai sẽ đưa cậu về Iran. Ali bật khóc trở về phòng. Người bác đi theo, muốn an ủi cậu đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy đồng phục đấu vật trong tay Ali, ông ấy liền bật cười. Không có gì ý nghĩa hơn việc chiến thắng trong trận đấu. Bác đến để dạy cháu làm thế nào để đánh bại họ. Hóa ra ông ấy mới là một cao thủ đấu vật giấu tài. Luyện tập sức khỏe, mỗi ngày đều nâng tạ vài trăm lần. Những người bình thường hầu như không làm được, nhưng Ali làm được. Luyện kỹ năng, mỗi ngày lại có một tư thế được sáng tạo ra. Người bình thường có lẽ không chịu đựng nổi, nhưng Ali kiên trì đến cùng. Rất nhanh cuộc thi đấu vật trong trường đã bắt đầu. Ali lần đầu tham gia trận đấu đã vấp phải sự chỉ trích của khán giả trong trường. Không vì điều gì khác, chỉ vì cậu là người Iran. Huấn luyện viên nói cậu chỉ cần nằm xuống sàn không cần phản kháng. Chỉ cần phần lưng không chạm sàn thì team sẽ không mất điểm. Ali hỏi như vậy là thắng sao? Huấn luyện viên nói, bỏ đi. Mọi người chắc chắn không muốn nhìn thấy một người Iran đánh bại người da trắng, mà họ cho là cao quý. Trận đấu bắt đầu. Ali làm như huấn luyện viên nói, để đối thủ áp người xuống sàn không phản kháng. Khán giả quả nhiên vui mừng hoan hô liên tục. Chỉ có người bác là cổ vũ cậu phản kháng, vận mệnh là do mình nắm bắt. Nếu lần này lùi bước thì sau này sẽ không còn cơ hội tiến bước. Ali do dự một lúc, quyết định bộc lộ thực lực thật sự của mình. Một cú lăn tròn, cá chép hóa rồng, đối thủ rất nhanh đã bị cậu áp sát xuống sàn. Vòng một kết thúc, Ali chiến thắng. Nhưng tiếng chửi bới của khán giả cũng đồng thời vang lên. Ngoài người bác và đồng đội, không có ai mừng cho Ali. Đối mặt với học trò không nghe lời, huấn luyện viên Duke liền mắng cậu một trận. Nhưng lúc quay người, trong lòng ông lại có chút an ủi không nói nên lời. Hiệu trưởng gọi ông đến, nói sự xuất hiện của Ali đã khiến mọi người nổi giận, đề nghị Duke sa thải Ali. Nhưng thái độ của Duke lại kiên quyết vô cùng. Ông từ chối lời đề nghị, kiên định giữ lại Ali. Nhưng ngày hôm sau Duke lại bị hiệu trưởng chặn lại. Hiệu trưởng nói Duke vì Ali mà vứt bỏ gia đình là không đáng. Nhưng huấn luyện viên lại nói, tôi cũng có ước mơ. Đứa trẻ này lần đầu tham gia cuộc thi đấu đã bị mọi người chửi bới dữ dội. Không vì điều gì cả, chỉ vì cậu là người Iran. Huấn luyện viên nói cậu không được phản kháng, chỉ cần nằm trên sàn, như vậy team mình sẽ không mất điểm. Ali hỏi như vậy là thắng sao? Huấn luyện viên nói, bỏ đi. Mọi người chắc chắn không muốn nhìn thấy một người Iran đánh bại người da trắng, mà họ cho là cao quý. Mặt khác, vì sự thể hiện xuất sắc ở vòng thi đấu, Ali đã hoàn toàn được các đồng đội tiếp nhận. Họ mời Ali đến ngồi cùng, tặng cho cậu bộ đồng phục mà họ góp tiền mua. Đây là lần đầu tiên Ali có bạn bè là người Mỹ. Lúc mặc lên chiếc áo đồng phục, Ali không kìm nén nổi mà rơi nước mắt. Tên đầu gấu ngồi một bên cười nhạo Ali là một kẻ yếu đuối hay khóc. Đồng đội an ủi cậu đừng để ý đến tên khốn nạn đó. Quả nhiên con người khi mạnh mẽ hơn, các mối quan hệ cũng trở nên thân thiện hơn. Trận đấu tiếp theo, tiếng chửi bới ngày một kịch liệt hơn. Rất nhiều người cổ vũ cho đối thủ hãy bẻ cổ Ali. Hiệu trưởng sợ sẽ dẫn đến bạo loạn nên ra lệnh cho huấn luyện viên lập tức thay người. Nhưng huấn luyện viên lại nói, nếu họ có ý kiến vậy họ có thể rời khỏi đây. Lần này huấn luyện viên Du dường như đã hạ quyết tâm. Ông dặn dò Ali hãy dùng tất cả thực lực chiến đấu để chứng minh cho đám người đó thấy. Khán giả còn chưa kịp phản ứng lại, Ali đã chiến thắng trận đấu. Cả hội trường trầm mặc một lúc, sau đó rộ lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Ali đã dựa vào chính thực lực của mình để có được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Sau trận đấu, Duke mời bác của Ali đến làm trợ lý. Sức mạnh của đội tuyển đấu vật tăng cao hơn bao giờ hết, Ali cũng thành công thu hút sự chú ý của quán quân hai mùa liên tiếp. Anh ta thề rằng sẽ đánh cho Ali thân tàn ma dại. Nax có sức mạnh như hùm như cọp, hình ảnh cậu ta bẻ gãy tay đối thủ lúc đó đã hằn sâu trong tâm trí Ali. Nỗi sợ Nax đã ăn sâu vào xương tủy. Sau khi người bác biết được đã cố gắng huấn luyện cho Ali nhưng cậu vẫn sợ, vậy phải làm thế nào? Đối mặt với nỗi sợ, chỉ có một cách là trở nên đáng sợ hơn. Huấn luyện viên hỏi Ali cậu sợ nhất là ai? Ali lập tức nhớ đến tên đầu gấu ở trường. Sau khi tan học, Ali chủ động khiêu chiến với cậu ta. Cậu ta hiện tại đã không còn là đối thủ của Ali bé nhỏ. Đối phương không có cơ hội phản kháng, cách này quả nhiên có tác dụng. Vài chục nhà đấu vật đều tụ hội đến cuộc thi quan trọng này. Họ phải trải qua vô vàn trận đấu khắc nghiệt mới giành được cơ hội trở thành quán quân. Cuộc thi không chỉ là cuộc đấu về kỹ năng, mà còn là cuộc khảo nghiệm khắc nghiệt về thể lực. Trận đấu của Ali vừa bắt đầu, Nax đã ngồi trên khán đài chế giễu khiến năng lực của Ali trở nên bất thường. Nhưng một giây sau, đây là lần đầu tiên Ali có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Nax. Ánh mắt của Ali kiên định bất thường. Nhưng tối hôm đó, bác của Ali đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong hoàn cảnh như vậy, không ai có thể khẳng định liệu đây có phải tai nạn ngoài ý muốn hay không. Sau khi tham gia tang kễ, trong lúc thu dọn di vật của bác, Ali phát hiện một cuốn album. Bên trong có hình ảnh trong mỗi trận đấu của Ali. Lúc này Ali mới hiểu mình luôn là niềm tự hào của bác. Tin xấu một lần nữa rơi xuống, cục di cư lấy lý do Ali không có người bảo hộ để hẹn cậu đến nói chuyện. Nếu cuộc đàm phán thuận lợi, cậu có thể tiếp tục ở lại Mỹ, nếu không sẽ bị ép xuất cảnh. Nhưng vấn đề là ngày đàm phán chính là ngày Ali tham gia cuộc thi. Ali do dự một chút, nhưng cậu đã có sự lựa chọn của mình. Để khiến người bác được tự hào, cậu phải chiến thắng toàn bộ các trận đấu. Cuộc thi đấu vẫn tiếp tục, dường như nó được tổ chức cho Ali và Nax tranh tài vậy. Hai người chiến thắng liên tục, cuối cùng cũng gặp nhau ở trận chung kết, trận đấu của một người mới và quán quân. Vừa mới bắt đầu Ali đã bị đẩy ra khỏi vòng tròn thi đấu, quay trở lại vòng thi đấu lại bị đối thủ đàn áp. Cũng may Ali dựa vào ý chí hơn người, không để bản thân thua cuộc sớm. Trong vòng đấu cuối, thực lực của hai người rõ ràng có khoảng cách rất lớn. Cho dù Ali có bộc lộ kỹ thuật xuất sắc cũng không thể thay đổi thế trận. Số điểm đã là 9-3 nghiêng về phía đối thủ. Huấn luyện viên lập tức ra hiệu tạm dừng, gọi Ali đến chỉ dẫn thi đấu. Vẫn còn nhớ tuyệt chiêu mà bác đã dạy cậu chứ? Bình thường thì không được dùng, nhưng hiện giờ có thể dùng rồi. Bắt đầu màn biểu diễn của cậu đi. Ali trở lại sàn thi đấu, tuyệt chiêu mà bác dạy cậu có tồn tại phần trăm nguy hiểm. Có điều hiện tại Ali đã không còn đường lui. Ngày trước chiến đấu là vì sinh tồn và lòng tự trọng, nhưng giờ là vì hy vọng. Tuyệt chiêu bác dạy cậu có thể thay đổi cục diện. Giây phút này Ali dường như quay trở về khoảnh khắc tập luyện cùng bác. Ngày trước học mãi không được, giờ cậu đã lãnh ngộ được rồi. Trước tiên phải nắm bắt được khoảnh khắc đối thủ di chuyển. Sau đó, đối thủ bị vật ngã xuống sàn. Ali dùng toàn bộ sức lực để chặt cậu ta. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Ali chiến thắng rồi. Cuối cùng, hiệu trưởng dựa vào các mối quan hệ giúp Ali di cư hợp pháp, thành công giúp cậu ở lại Mỹ. Đây là một câu chuyện có thật, và nhân vật Ali ngoài đời chính là diễn viên đóng vai bác của Ali. Để sinh tồn, Ali đã phải nỗ lực hơn người thường gấp vạn lần. Muốn có được sự tôn trọng, phải khiến bản thân mạnh mẽ. Khi bạn yếu đuối nhất, xung quanh đều là người xấu. Khi bạn trở nên cường mạnh, xung quanh đều là bạn bè bằng hữu.